ơn tất cả quý vị khán giả. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình sôi động, hấp dẫn, đấu trường âm nhạc nhí. Thưa quý vị khán giả, chương trình đấu trường âm nhạc nhí của đài truyền Vĩnh Long cùng với công ty M&T Picture thực hiện. Đấu trường âm nhạc nhí là một sân chơi bổ ích dành cho các con và đã mang lại rất là nhiều niềm vui, tiếng cười cho các con trong những ngày nghỉ, cũng như là mang lại cho quý vị khán giả những giây phút thư giãn thật là thú vị. Và thưa quý vị, đến hôm nay là tập cuối cùng của đấu trường âm nhạc nhí, cho nên là sẽ có rất là nhiều những cái điều bất ngờ dành tặng cho tất cả mọi người. Và ngay bây giờ, chú Đại Nghĩa sẽ mời tất cả các bạn nhỏ, chúng ta hãy tưởng tượng mình đang bước vào một khu rừng cổ tích. Và trong khu rừng cổ tích đương nhiên sẽ có những nhân vật cổ tích mà các con yêu thích. Hãy chờ xem trong khu rừng của chúng ta sẽ có sự xuất hiện của những nhân vật nào nha. Ôi, khung cảnh ở đây thật là lạ. Mọi thứ ở đây, ôi, những cái nấm lùn thật là dễ thương. Ôi kìa, chào các bạn, chuột túi. Buồn lắm, ta là công chúa Bông Bông. Buồn quá à, vô rừng, biết sao vô rừng không? Để kể cho nghe, hôm bữa thấy có con nhỏ công chúa sớm bên. Nó vô rừng nó ngủ, thức dậy một cái có chồng liền. Thích quá, ta quyết định ta ngủ. Hy vọng là ta thức dậy có chồng. Mọi người nha, canh hoàng tử giùm ta nha. Sao vậy con ngựa? Ta là hoàng tử đây. Hoàng tử phi từ khu rừng này qua khu rừng khác, mong gặp được một nàng công chúa ngủ trong rừng, ta cưới làm vợ. Phi hoài ta mệt quá. Thôi dừng lại đi. Ấy, còn thở, nhưng không sao không nhúc nhích vậy? Tại ngủ. Chà, thôi mình tới rồi. Để hôn cái coi có dậy không hen. Sao cái tay nó tự đấm lên vậy? Dừng môi lại. Ấy, ông là ai? Giận quá giận. Người nói sao? Đây là công chúa ngủ trong rừng à? Ủa, trời ơi, ta đang đợi hoàng tử hung cho ta tỉnh mà. Người ta hung cái hai cái rồi còn chưa chịu dậy nữa, hàm hồ, hàm lời quá. Cái lão phù thủy này, người ta hung chừng nào ta tỉnh thì thôi, chứ ta tự nhiên vô rồi như bắt gan vậy. Thì bây giờ nè, tỉnh rồi nè, được chưa? Như vậy, sau khi hôn và nàng tỉnh dậy, chúng ta sẽ là cặp vợ chồng mới đúng không? Đúng rồi, ta sẽ lấy chàng. Dừng lại, đâu ra một câu chuyện đơn giản vậy? Tự nhiên đâu tràn vào khu rừng của tôi nằm ngủ, rồi bên đây tràn vô hung một hai cái tỉnh dậy lấy nhau, đâu có dễ vậy? Ủa, trong chuyện ta nói vậy đó, hung cái là lấy nhau. Đó là chuyện là khác, còn ở đây là khác. Muốn lấy nhau thì cần phải có thử thách, cần phải vượt qua được thử thách thì mới có thể đến được với nhau. Chứ ta phải làm gì? Bắt đầu bước vào một cuộc thi đấu. Cuộc thi đấu? Đúng vậy. Đấu cái gì? Âm nhạc. Đấu âm nhạc là sở trường của ta. Nhưng hai người sẽ không phải là những người hát, mà sẽ có những đấu sĩ là những chiến binh của các người sẽ đại diện các người ra hát. Đội của hoàng tử mà thắng đội của công chúa thì lúc đó hoàng tử mới được lấy công chúa. Nếu công chúa mà thắng được hoàng tử thì công chúa mới được lấy hoàng tử. Nghe nhức đầu quá. Không lẽ gì ở trong rừng nên cái luật nó trở thành luật rừng? Đúng vậy. Ôi trời, sao cũng được. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, tập cuối cùng của chương trình đấu trường âm nhạc nhí, cho nên là chỉ có hai nhân vật được xem là thủ lĩnh xuất hiện ở đây, đó là hoàng tử với công chúa. Vì vậy ngày hôm nay chúng ta cũng chỉ có hai căn phòng mà thôi, đó là căn phòng Ngân Hà Tinh Tú và căn phòng Đại Dương Mạnh Mẽ. Wow. Hai thủ lĩnh thì sẽ có được những cái quyền như sau. Quyền cứu, nếu như một đấu sĩ của mình đã bị loại trước đó mà mình thấy cái đấu sĩ đó hay quá, hợp với cái bài hát sắp diễn ra, mình có thể cứu bạn đó quay trở lại để giúp cho đội mình thi đấu. Đó là quyền đầu tiên. Quyền thứ hai đó là quyền chuyển. Nếu như mình thấy đấu sĩ của đội mình coi bộ hơi lép vế so với đội bạn, thì mình chuyển cho một bé khác, một đấu sĩ khác của đội mình lên thay thế vị trí đó. Còn một quyền nữa rất là quan trọng, đó là cái quyền chặn. Nhưng ngày hôm nay bởi vì chỉ có hai thủ lĩnh thôi, cho nên cái quyền chặn đó coi như đã bị bại bỏ. Wow. Đó là hai cái quyền còn lại trong ngày hôm nay của chúng ta. Hai quyền đó các bạn sẽ phải bốc thăm. Bắt đầu. Ui xui 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 xui. Thôi nó quyền diệu quá. Đó, bốc đi.
Còn bây giờ thì chúng ta hãy lắng cái lỗ tai, ngoay cái lỗ nhĩ để nghe cho thiệt rõ, nghe cho thiệt kỹ những đấu sĩ đang có mặt trong hai căn phòng này hát. Âm nhạc bắt đầu. Bắt đầu từ căn phòng này. Đánh lạc hướng thôi, thật ra là bên đây. Dường như ai đó ngang qua lối về, gió cuốn tóc về. Dường như trong gió tóc đang nói gì, lắng nghe giùm tôi. Dường như đâu đó nghe trong gió thoảng tiếng ngát mơ màng. Dường như em đã đang tầm qua đây dịu dàng tóc mây. Nghe như lời ca thiết tha êm đềm, một chiều im nghe tóc hát khẽ mơ màng. Một chiều mây trôi lững lờ, lời ca nghe trong làn gió. Phải chỉ mình nhẹ nhàng tựa làn mây lướt soi em đêm. Phải chỉ mình dịu dàng tựa nụ hoa nở cho mình mình. Phải chỉ mình mềm thân mềm và suôn sóng xanh trong chiều để mai vượt bay giữa bầu trời xanh đã xây cùng tôi mãi thôi. Bây giờ đi đảo đảo mình lựa chọn đi. Nãy giờ là bên đây hết ạ. Nghe như lời ca thiết tha êm đềm, một chiều yên nghe tóc hát em mơ màng. Một chiều mây trôi lững lờ, lời ca bay trong làn gió. Phải chỉ mình nhẹ nhàng tựa làn mây lướt gió êm đềm. Phải chỉ mình dịu dàng tựa nụ hoa đã trong bình minh. Phải chỉ mình mềm thân mềm và xuân sao xanh trong chiều để mai vườn bay giữa bầu trời xanh. Chỉ mình nhẹ nhàng tựa làn mây lướt gió êm đềm. Phải chỉ mình dịu dàng tựa nụ hoa đã trong bình minh. Phải chỉ mình mềm thân mềm và suôn sáng xanh trong chiều để mai vượt bay giữa bầu trời xanh đã say cùng gió mãi mãi. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Mấy bạn tử kỳ vậy, dành lộn gì. Một bài hát sôi động như vậy đó mà công chúa vẫn tiếp tục ngủ. Đừng hung. Để đó, tôi có cắt. Thôi đừng, đừng, đừng. Ôi, em tỉnh rồi, em tỉnh rồi. Dậy chưa, tỉnh chưa? Dậy rồi. Tỉnh chưa? Dậy rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ các thành viên của đội Ngân Hà Tinh Tú trước nha. Mời các con. Đây là những gương mặt cũng đã từng tham gia đấu trường âm nhạc nhí mùa thứ hai. Và các bạn đã quay trở lại trong cái tập cuối cùng của mùa này. Đội của các con tên gì? À, dạ, đội của tụi con có tên là Voi Cao Khỏe. Trời ơi, Voi Cao Khỏe, Voi cha đứng bển kìa. Voi đây, tự nhiên người dân. Từng bạn giới thiệu một. Xin chào tất cả mọi người, con là Voi Cao Khỏe, Thảo Nguyên. Xin chào tất cả mọi người, con là Voi Em Út, Ngọc Nhi. Dạ, xin chào tất cả mọi người, con là Voi Anh, Minh Nhật. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Voi Mẹ, Khả Như. Không hiểu cái đội con là gì? Dạ, đội tụi con có một bài để làm đội bên kia sợ hãi, đó chính là Chú Voi Con ở đâu trường âm nhạc nhí. Chưa có ngà nhưng vẫn hát rất hay. Từ rừng xanh chú đến đấu trường, rất ham ăn và cũng rất ham hát. Yeah. Đó là đội Voi Cao Khỏe. Còn với căn phòng đại dương mạnh mẽ thì thế nào? Xin mời các con. Đội các con tên gì nào? Dạ, đội của tụi con là đội Mèo Mướp Mỹ Miều. Lộn chuồng rồi. Trời, sao anh giống như là nuôi con giùm người ta là sao anh? Trời, có sao đâu em. À, mình thử nuôi con của người ta coi như thế nào. Dạ. Bên kia cô Khả Như bình thường có cái nickname là Mèo. Từng thành viên giới thiệu nha. Dạ, con là Mèo Mướp Mỹ Miều, anh Khôi. Dạ, con xin tự giới thiệu, con là Mèo Mướp Mỹ Miều, Phương Nhi.
Dạ, con xin tự giới thiệu, con là Mèo Mướp Mỹ Miều, Trang Anh. Con cũng có một câu hát cũng muốn đối lại với đội bên kia là Mèo 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 con hay hát. Quyết quyết đấu không hề lọt đâu. Đội dòi kia về chừng mèo đó. Chúng ta là Mèo Mướp Mỹ Miều. Mèo mèo mèo. Mèo mèo mèo. Mèo mèo mèo. Hay quá. Ba con mèo hát ba tông khác nhau, nó hòa quyện vô thiệt là hay. Nhưng mà con ơi, bên kia đội ta con voi lận, nó bự quá, mình mèo nhỏ xíu có sợ không? Dạ không. Có con voi bự nhất ở đây, đứng đây. Yên tâm dựa vào con voi đó nha. Và bây giờ các bạn sẽ quay trở về căn phòng của mình để họp chiến lược của đội nha. Bắt đầu. Thời gian họp bàn chiến lược cho mỗi đội đã đến. Có vẻ như đội cô Khả Như rất thoải mái và sung sức trước khi bước vào trận đấu. Đội chủ Vinh phải coi chừng đó nha. Ba bạn, hồi nãy chú nghe thì cái bạn Minh Nhật này nè, là bạn có giọng trầm, là cái này là cái mà đội mình chỉ có chú có thôi. Các con đều rất là tài năng giống như cô. Chúng ta có thể quan sát thấy được nhan sắc mặn mà của cô là do nhờ các con cô mới tỏa sáng như vậy. Để chúng ta có thể tỏa sáng cùng nhau, các con phải cố gắng lên nhiều nha. Dạ. Mình có quyền chuyển. Một, hai, ba. Yeah. Thưa quý vị, hai đội đã bàn bạc với nhau về chiến lược xong. Đội mèo con và đội voi con đã sẵn sàng hết chưa? Sẵn sàng. Đây voi con nè, đây mèo con nè. Hai con vật con nào thì cũng dễ thương hết. Và quan trọng là phải hát hay nha. Vậy thì bây giờ tất cả chúng ta hãy cùng xem có ban tổ chức giao cho chúng ta cái bài hát gì đầu tiên. Xin mời. Nội tôi. Đội men voi, mình sẽ cử bạn nhỏ nào ra hát bài này Khả Như? Dạ, nội hả? Ừ. Dạ con ạ. Con hả? Dạ. Không tự luôn. Con tên Nguyên ra hát bài này sao? Dạ. Bài này tình cảm lắm. Hát làm sao mà tôi nói khán giả ngồi khóc hết trước mắt. Dạ. Nhất là những người làm bà nội bà ngoại. Được không? Dạ được ạ. Rồi con sẽ đại diện đội mình nha. Còn với đội mèo con thì sao? Dạ con ạ. Là con gái. Rồi mời hai con đứng lên. Vào vị trí nào. Trận đấu đầu tiên bắt đầu. 3, 2, 1. Thăm quê thăm nội, tóc đã bạc phơ, lòng chợt bâng khuâng, nội ơi con đã trở về. Ngày nào thơ dại nỗi yêu thương, mắt con cô đồng cho tôi vui. Đêm về nội khói coi bánh là vừa khi trao thêm về thăm quê thăm lại kỷ niệm ngày thơ, kìa hàng rào xanh ngày xưa nỗi đã dung trồng, bờ rào trước nhà giờ liêu xiêu, khóm qua cùng vàng buồn quanh hiu, hàng cao thấp nói nỗi đã xa rồi thương quá người ơi. Thằng hai
trai nhỏ đã lâu rồi sao không về thăm quê. Lịch sử quá ha. Con tập trung nhìn bà nội, nhìn bà nội. Nhìn bà nội đi con, lấy cảm xúc, cố lên con. Thằng hai nhỏ đã lâu rồi sao không về thăm quê. Lòng buồn miên man bây giờ con về thăm quê. Kỷ niệm thân yêu từ nay vắng bóng nỗi rồi. Nhìn hàng chuối già con trổ bông, nhánh sông quê mình còn mênh mông. Mà sao nỗi nỡ bỏ con đi rồi con đứng chờ. Nhìn hàng chuối già còn trổ bóng, nhánh sông quê mình còn mênh mông. Mà sao nỗi nỡ bỏ con đi rồi con đứng chờ. Cảm ơn hai con đã hoàn thành phần thi của mình. Hay quá con ơi. Nghe dạt dào cảm xúc ha. Một bạn thì giọng trầm, rồi một bạn thì giọng thanh, có cái phần nức nở trong đó nữa. Ngồi nghe muốn khóc không Như? Em khóc. Dây gà dây vịt em nổi hết. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe các cô chú trong ban sứ giả âm nhạc nhận xét. Xin mời. Hai con hát bài này rất là cảm xúc. Theo chú nhận xét là cả hai không ai thua ai đâu. Nhưng mà chú lại thì thiên về Minh Nhật tí xíu, tại vì cái luyến lấy của Minh Nhật nó đúng hơn. Còn giọng của Phương Nhi á, đúng chất dân ca, nhưng mà con hãy xem lại cái những cái luyến lấy của con chưa có đúng lắm trong trong cái bài hát này. Và nếu mà cho chú chọn cả hai thì chú sẽ chọn cả hai luôn á, thật sự. Và chúc mừng phần biểu diễn của hai con. Cảm ơn rất nhiều. Chúng ta sẽ biết kết quả khi chúng ta lên phi thuyền không gian. Đi nào. Nhật và Nhi đã sẵn sàng, nhưng chú muốn hỏi thăm xíu cảm giác của con khi quay trở lại cái con tàu không gian này thế nào? Con cũng hơi run một tí. Có muốn nhờ thủ lĩnh mình lên đứng thế không? À, không cần đâu chú. Không dạ. Cần. Còn Phương Nhi thì sao? À, con nghĩ là khó. Chú ơi, lên đây. Thật ra chúng ta vẫn chưa biết kết quả. Tỷ số đang rất là suýt sao với nhau, 3-2. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần công bố kết quả. Bắt đầu. Sợ quá. Thấy ghê quá. Wow! Sao không con? Wow! Con trai tới đâu rồi? Rất bất ngờ thưa quý vị, Phương Nhi, con là người chiến thắng. Chúc mừng! Rất bất ngờ đúng không các con? Cho nên là khi chúng ta đứng ở vị trí đó, chúng ta cứ hãy bình tĩnh nha. Cảm giác con thế nào? Dạ, con cảm thấy rất vui ạ. Chúng ta sẽ gặp lại bạn Minh Nhật. Đây là một chàng trai đã gây ấn tượng rất là lớn với khán giả lẫn các vị sứ giả âm nhạc trong cái lần trước khi bạn ấy đến với đấu trường âm nhạc nhí. Đây. Nhưng mà lần này thì mình hơi thiếu may mắn chút xíu, mình phải chia tay sớm. Nhưng mà như con biết, mình vẫn ở đây cùng với các anh em của mình ha. Thưa quý vị, hôm nay thì chỉ có hai đội thôi, cho nên không quá khó khăn để cho những đội giành chiến thắng lựa chọn là sẽ thi đấu với đội nào. Mình có đội bên kia thôi, đương nhiên phải đấu với đội bên đó. Nhưng mà quan trọng là mình sẽ chọn bạn nào đây. Chú Vinh bàn bạc với con gái thế nào? Bây giờ mình sẽ thách đấu với bạn nào bên kia? Đội của tụi con sẽ thách đấu với cái bạn đang cầm mic bên kia.
Bạn đó, giờ bạn nào cầm mic? Chết bạn rồi. Ôi, bạn ơi, anh bạn ở đây. Không, anh Vinh em cũng không đấu luôn. Sao con gái, con muốn đấu với ai? Dạ con cũng muốn đấu với Ngọc Nhi luôn. Ngọc Nhi? Ngọc Nhi. Bây giờ bên đó gọi tên con nghĩ sao? Dạ con sẽ hát chung với chị ấy luôn. Con sẽ không sợ đâu. Không sợ, hát bài gì nào? Dạ bài Vì Tôi Còn Sống. Yeah. Tôi còn sống. Mời hai con bước ra sàn đấu. Hát đi con, vì chúng ta phải sống nha con. Màn thi đấu giữa Song Nhi bắt đầu. Hey. Hey. Khi xưa ngây thơ dại khờ, tôi hay chơi bài mình ngu si. Sang không biết làm gì, không biết cần chi, không biết mình là ai. Bao năm muốn chen ngoài đời soi gương, nhìn vẫn thế. Đầu vẫn rối bù xù, thân bé cứ say đi vì cuộc đời cho phép và cứ vui đi dù rằng mình ngu si. Ai lừa ai, ai hơn ai, giận ai, ai thù ai, cho qua đi. Cứ đam mê dù nhiều người khương chê và cứ vui lên. Trên ngoài đời soi gương nhìn vẫn thế, đầu vẫn rối phù xù, thân bé cứ say đi vì cuộc đời cho phép và cứ vui đi. Ai lừa ai, ơn ai, giận ai, ai thù ai, cho qua đi. Cứ đam mê dù nhiều người cười chê, cho phép và cứ vui đi. Ai lừa ai, ai hơn ai, giận ai, ai thù ai, cho qua đi. Cứ đam mê dù nhiều người cười chê và cứ vui lên. Vì ta không cô đơn, vì ta còn sống, tôi còn hát lên, yeah. Vì tôi còn viết lên bao điều trong lòng tôi. Vì tôi còn sống, oh, oh. Vì tôi còn hát lên, yeah. Vì tôi còn viết lên bao điều trong lòng tôi. Vì tôi còn sống. Cảm ơn các con. Đến đây nào, xin mời các vị sứ giả âm nhạc cho các con một lời nhận xét với phần trình diễn vừa rồi. Chào hai bé Nhi. Thì hai em rất là xinh, và đi tới cái vòng này rồi thì ai hát cũng hay hết và ai cũng thật là xuất sắc. Nhưng mà về bài hát này thì tiêu chí của chị là không chỉ là giọng hát mà còn phong cách biểu diễn nữa. Thì bài hát này đúng với cái tiêu chí về tinh thần bài hát thì
chị xin chọn Ngọc Nhi. Chúc mừng hai em đã hoàn thành tốt bài hát này. Rồi, mời các con lên phi thuyền với chú Nghĩa đi. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ biết kết quả đến từ phần bình chọn của các sư giả âm nhạc. Bắt đầu. Và người chiến thắng là Ngọc Nhi. Chúc mừng. Sao cô Như vui không? Dạ vui mừng quá. Nói gì với con, động viên tinh thần chứ. Vui mừng quá đội con ơi, con gia đình mình còn sống rồi con ơi, vui quá. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp lại bé Phương Nhi nha. Con cảm giác làm sao nè khi mình bay vào không gian? Dạ đây là tập gala rồi nên con hát được bài thứ hai là con đã cảm thấy là con rất là vui và tự tin rồi. À, cảm ơn con rất là nhiều nha. Đây, bây giờ mình họp bàn coi bên kia còn hai đấu sĩ, mà hai cái đấu sĩ đó đều là hát hay hết nha. Đó, tính toán con mình sẽ thách đấu với ai để có lợi thế cho đội của mình ha. Đó, vẫn còn xì xào bàn luận nãy giờ chưa dứt luôn đó. Con chọn cho bằng được cho cô. Bây giờ mình chọn ai? Dạ, con xin chọn chị Trang Anh. Trang Anh, em Ngọc Nhi đã lựa chọn con nghĩ thế nào? Con thưa chú là con nghĩ là trong trận đấu này con sẽ cố gắng hết sức ạ. Con sẽ hát bài gì? Dạ thưa chú, con sẽ hát bài Muốn Khóc Thật To ạ. Muốn Khóc Thật To, trời, mình hát cái bài này có xui quá không con? Mình đang thi mà bây giờ mình hát cái bài Muốn Khóc Thật To. Thôi, con nghĩ là không đâu ạ, chỉ cần mình cố hết sức mình là được rồi. À, nếu mình hát hay thì người khóc không phải là mình mà là bên kia. Dạ. Vậy thì mời Trang Anh với Ngọc Nhi ra sàn đấu. Trận đấu giữa Ngọc Nhi và Trang Anh với ca khúc Muốn Khóc Thật To bắt đầu. Cố lên con. Ủa gì vậy anh? Voi biển. Voi biển là dùng quyền trợ giúp. Cái em muốn anh? Dùng quyền gì trong khi bé Trang Anh đang rất là nóng lòng được thể hiện mình trong cái phần thi này? Em muốn chuyển cho Khôi ra trước, tại vì em nghĩ là em sẽ dành cho Nhi cuối cùng. Con Khôi, con sẽ là người đại diện cho đội mình nha. Con thay thế cho Trang Anh, con tự tin không bài này? Dạ con rất là tự tin. Anh Khôi và Ngọc Nhi trận đấu bắt đầu. Tôi vội vàng níu lấy cánh tay của cha tự như quá xa, mới ôm choàng lấy tôi. Cha giờ đây đã không thể ôm chặt ta mãi mãi. Ơi mà chờ một lần được nói cho ngày ngần rằng con đã nuôi cha, mà số đôi khi ta chẳng thể nào nói khi chưa phải xa cách xa. Cũng đã có lúc trong cơn mơ tôi bao đêm, bàn tay yêu thân quen phong mái tóc tôi hôn lên. Mẹ như đang nơi đây hay chỉ là cơn say mà dù nhẹ lây tuổi thơ ngủ yên cho đã hơi. Giờ muốn hoa khóc trở vời nhẹ đi bao tháng ơi. Tuổi thơ của tôi là những chưa hè chơi cùng bạn bè. Tuổi thơ của tôi là những câu chuyện bà kể em nghe. Tuổi thơ của tôi ơi, sao trôi nhanh đi quá vội. Tuổi thơ của tôi ơi, cứ ngỡ hôm qua mà hóa ra xa xôi. Đêm được đêm lòng
nhặt hết những kỷ niệm đẹp và rồi xếp đầy trong trí nhớ bao nhiêu bỡ ngỡ của ngày ấu thơ còn trong mơ. Và cứ thế ấu thơ vẫn trôn vào những giấc mơ tôi từng đêm thế thôi, và tiếng cười ngày ấu thơ giờ đã xong. Cái này là thủ lĩnh muốn khóc nè. Hai con đến đây, xin mời các cô chú. Đấu này của tụi con thì với cái bài hát này á, tại vì cái bài hát này cô rất là thích về kỹ thuật á, thì bạn anh Khôi hát nhỉnh hơn Ngọc Nhi rất là nhiều về kỹ thuật, nhưng mà cô thì cô thích cái cảm xúc, cái feel của Ngọc Nhi hơn. Nhưng mà có điều là cái kỹ thuật của con không đạt được tới, nên là những cái con muốn thể hiện nó lại bị vỡ ra. À, mà tiêu chí của cuộc thi này là 50% là biểu diễn là cảm xúc và 50% là kỹ thuật, nên là cũng là một cái sự lựa chọn rất là khó khăn cho các sứ giả. Cô Phương nói xong, chúng ta vẫn chưa đoán được là cô ấy sẽ nghiêng về phía nào. Em không ngờ là một cái sự nhận xét rất là bùng binh luôn em thật sự. Đương nhiên em ơi, điều đó là cần thiết. Dạ. Bởi vì nếu như bây giờ cô Phương nói rõ ràng quá, mình biết kết quả rồi còn gì hồi hộp. Dạ, đúng nữa rồi. Đúng không? Dạ. Đó, chúng ta sẽ biết khi chúng ta lên ke con thuyền đó. Con có muốn nhờ cô Khánh Như lên luôn không? Dạ có. Dạ có. Như à Còn con có muốn nhờ chú Vinh không? Dạ không. Không. Kết quả bắt đầu. Thủ lĩnh Cá Dư đã bay vào không gian. Người chiến thắng là anh Khôi. Chạy lên về với đội mình nào. Yeah, chúc mừng. Yeah. Như để em xuống kiếm nha. Xuống kiếm đi con sao. Lo quá. Ủa con em đâu rồi trời. À, trời con ơi. Trời ơi con ơi. Em sang chấn tâm lý lần hai hả Như? Dạ dạ, em quên là em đang thi luôn á anh. À, em quên là em đang đấu luôn đó. Con không sao hết. Con biết không, thất bại là mẹ của thành công. Quan trọng là trong cuộc sống chúng ta đừng để có quá nhiều mẹ thôi. Như vậy là bây giờ đội của Khả Như chỉ còn có một thành viên mà thôi, không còn ai khác để lựa chọn. Con hãy chọn một cái bài nào đó mà nó tủ của con, sở trường của con để con hát. Con sẽ chọn bài gì? Tại vì con đến từ Tây Nguyên nên là con sẽ chọn bài Ngọn Lửa Cao Nguyên. Thảo Nguyên sát Ngọn Lửa Cao Nguyên. Mời anh Khôi. Vậy thì chúng ta sẽ xem phần thi tài của hai bạn Thảo Nguyên và anh Khôi. Bắt đầu. Đàn quá đàn. Nó giống như nó có công tắc vậy đó. Một ngọn lửa hồng còn bên ta. Một ngọn lửa hồng giang rừng già. Một ngọn lửa hồng bồi hồi cháy ngay. Ơi cao nguyên em thương ai. Thương ai bên núi đang chờ ai. Một ngọn lửa hồng từ bao la. Ngọn lửa tìm về với cội nguồn. Ngọn lửa bồi hồi cháy mãi. Ơi cao nguyên những chiến sĩ cao nguyên. Bên anh lửa bọc cùng. Ơi lửa thiêng cháy mãi cho bóng em hiện ra. Giữa ngọn lửa em trao nụ cười, em trao lời nói nhớ mãi nhớ. Lời nói lửa cháy đôi núi ngày nào. Còn đàn chim chưa rơ bay qua dưới bầu trời. Còn dòng sông mãi em ta
ngọn lửa hồng còn bên ta, ah, ah, ah. Một ngọn lửa hồng sáng rực rỡ, một ngọn lửa hồng bồi hồi cháy mãi. Ơi con nguyện em thương ai bên núi đang chờ ai. Một ngọn lửa hồng từ bao la, ah, ah, ah. Ngọn lửa tìm về với cội, ngọn lửa bồi hồi cháy mãi. Những chiến sĩ cao nguyên bên anh lừa một cùng cháy lên ơi lửa thiêng, cháy mãi cho bóng em hiện ra. Giữa ngọn lửa em trao nụ cười, em trao lời nói nhớ mãi nhớ. Lời nói lửa cháy dịu đắng. Bây giờ thì mời các vị của sứ giả âm nhạc nhận xét nào. Chào hai con. Chú Bùi rất là thích cái phần trình diễn của hai con. Rất là máu lửa và rất là cháy thảo nguyên. Giọng hát của con rất là hợp với nhạc rock. Những cái gằn của con, những cái feel của con, hình như bài này được sáng tác ra để dành cho con. Nên là ai hát với con bài này thì đó là một cái bất lợi cho người đó. Anh Khôi, chú có một lời khen cho con là con hát vòng thi trước tới vòng thi này, con rất là vững sân khấu và con vẫn giữ được bình tĩnh. Tuy đối thủ của mình cũng biết là mạnh rồi, nhưng mà con vẫn hát hết mình. Đó là cái điều mà chú rất thích ở con. Và chú rất là vui về phần trình diễn của hai con. Chúc mừng hai con. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Hai bạn quá xuất sắc trong tiết mục này. Bây giờ mình lên phi thuyền không gian nha. Hai con vừa có một cái phần trình diễn sôi động, máu lửa ở đây. Nhưng mà khi đứng ở vị trí này, hình như vẫn có chút gì đó rụt rè, hơi sợ phải không con? Yeah, lần này quay lại thì con thấy nó kinh khủng. Thật kinh khủng. Con có muốn nhờ thủ lĩnh mình không? Hôm nay con mặc váy nên thôi ạ. Đứng này luôn. Còn Khôi thì sao? Con có muốn nhờ thủ lĩnh con không? Dạ có, dạ có, dạ có. Kết quả bắt đầu. Anh Vinh, trời ơi, người chiến thắng là Thảo Nguyên. Bây giờ thì con đã thắng rồi, chỉ còn một trận nữa con phải đương đầu mà thôi. Và trận cuối cùng thì con nghĩ rằng con sẽ đứng ở đó hay con nhờ cô Khải Như? Con nhờ chú được rồi. Nhờ chú hả? Tặng hả? Chú bận quá con ơi. Giờ này bận rộn công việc nhiều quá, đứng đây dẫn chương trình cho nên không giúp đỡ mấy con được nha. Thôi về gặp gỡ cô Như, nói chuyện với cô Như, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đi. Chú bây giờ còn phải gặp anh Khôi với là chú Trương Thế Vinh nữa nè. Cảm xúc con thế nào? Dạ mặc dù là con không có thắng nhưng mà con vẫn rất là vui. Bởi vì mình đã có một bài hay, một phần trình diễn ấn tượng đúng không nè. Dạ. Cảm ơn con với cái phần trình diễn vừa rồi nha. Như vậy là bây giờ mỗi một đội còn một thành viên, hai cô gái Thảo Nguyên và Trang Anh. Không còn sự lựa chọn nào khác. Đương nhiên mình sẽ phải đấu với cô bé Trang Anh này rồi. Chọn bài nào thế mạnh sở trường của con, bài gì? Con thưa chú là con sẽ chọn bài Tuổi Đã Buồn ạ. Tuổi Đã Buồn, trời ơi.
trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay diễn ra giữa Trang Anh và Thảo Nguyên với ca khúc Tuổi Đã Buồn bắt đầu. Con đến đây. Nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không dễ để hát. Và nhất là với tuổi của các con nữa mà hát những bản nhạc như thế này thì đúng là rất là khó, bởi vì các con chưa có nhiều cái sự trải nghiệm, chưa có nhiều vốn sống để có thể hát một cách sâu sắc những cái bài nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta nghe các con hát với một cái hơi thở rất là mới lạ trong nhạc Trịnh.
các con đang hát bằng chính cái suy nghĩ của các con, bằng cái hơi thở của thời đại. Cho nên là đôi khi mình nghe nó có vẻ là nó khác so với những gì mà các bậc tiền bối, những ca sĩ cô chú ngày xưa đã từng hát qua. Nhưng mà không sao, mỗi một thời chúng ta sẽ có một cái cách cảm nhận khác nhau. Vậy thì bây giờ mình nghe ý kiến từ các vị trong sư giả âm nhạc nha. Cái ca khúc này để lại cảm xúc cho Hương rất là nhiều. Sợ ca khúc này nó quá khó so với tuổi của hai em. Nhưng mà không ngờ là tụi em xử lý rất là tinh tế. Tụi em hát thổi hồn vào nó một cái linh hồn mới, rất là trẻ trung. Rất cảm ơn chương trình đã cho ca khúc này vào một tiết mục thi. Cảm ơn cô ạ. Cảm ơn cô ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ lên phi thuyền không gian đi nào. Thưa quý vị, đây sẽ là cái kết quả để quyết định xem đội nào sẽ là đội giành chiến thắng ở đấu trường âm nhạc nhí mùa thứ hai. Kết quả bắt đầu. Và người chiến thắng là Thảo Nguyên. Chúc mừng. Chúc mừng con Thảo Nguyên. Mời các con lên đây luôn nào. Và mời Trang Anh. Ngày hôm nay chỉ có hai đội thôi, nhưng mà các bạn đã mang đến cho chương trình chúng ta một bữa tiệc âm nhạc tuyệt vời với những ca khúc nhiều màu sắc khác nhau. Trước tiên là cảm ơn tất cả các con đã tham gia chương trình nha. Và đội giành chiến thắng ngày hôm nay sẽ nhận được số tiền thưởng trị giá 30 triệu đồng. Yeah. Tổ còn lại số tiền thưởng là 10 triệu đồng. Cảm ơn tất cả các con đã tham gia đấu trường âm nhạc nhí vào tập cuối cùng này, cũng như là cảm ơn hai thủ lĩnh Khải Như và Trương Thế Vinh. Thưa quý vị khán giả, đến đây thì chương trình đấu trường âm nhạc nhí mùa thứ hai cũng xin phép khép lại tại đây. Cảm ơn sự yêu thương và sự đồng hành của tất cả quý vị khán giả đã dành cho chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty M&T Picture thực hiện. Xin chào tạm biệt.